cuộc đời ôi vui sao khi xích lại gần với nhau, làm ta thêm yêu đời biết bao. Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn trân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Sao ông tới trễ vậy? Vô rồi hả? Không biết anh xoáy ca đó anh nói gì vậy ta? Ai chạy? Chạy lẹ lên! Đang ơi! Ơi! Ông chơi kiểu gì vậy? Hả? Tôi kêu cứu tôi sao ông chạy trốn vậy? Bây giờ tôi cứu tôi còn không được, tôi phải trốn cái lùm này. Đang tôi phục kích nó, ai ngờ đánh tôi chết luôn. Nè cầm! Cầm! Đang tôi tập thể dục, tôi hít đất, đang tôi lấy tinh thần, tôi hiếu chiến đánh trận sau. Giờ tôi hít đất nè, được không? Làm lố vậy trời! Nhanh đi! Ủa sao vậy? Anh Sáng Kha, anh Sáng Kha, anh Sáng Kha, anh đứng lên, đứng lên, đứng lên. Trời đất ơi, sao tự nhiên hết đất một chi để cho té vậy nè. Trời ơi, thấy cưng quá. Trời, cái tay chắc quá, tay này chắc tập nhiều lắm đúng không anh? Trời, người chắc quá, ui, bụng người chắc dễ sợ luôn vậy. Dạ, sao? Bạn anh đứng đây. Bạn anh đứng đây. Ê. Ê, cái gì? Đi vô lấy nước cho tôi uống. Chắc nước quá. Anh đẹp ở đây không? Vậy ai cho phép bước qua đây? Đây là địa phận của Lê Thị, Bùi Thị bên kia. Tôi cấp visa nào mà qua đây vậy? Trời ơi, nói chuyện giống như là tự vả vô mặt của mình vậy. Hãy nhìn đi, cái cửa có đóng không? Không hề đóng. Một khi cửa nhà không đóng tức là đang chào mừng tất cả mọi người vô nhà. Tôi đi vô nhà một cách đường đường chính chính thì có gì đâu mà tôi phải sợ hả? Trời ơi, đúng là bánh bèo ngang ngược. Giờ mời cô về. Không, tôi không về á. Không về, bây giờ làm gì tôi? Đây bây giờ... nhà tôi đâu phải nhà quan chức chủ đâu. Bây giờ muốn thưa tôi cái gì? Lên phường thưa đi. Tôi sợ quá, anh ơi em sợ quá. Anh sợ quá anh ơi. Thôi tự nhiên chửi em rồi anh ơi. Anh ơi, anh ơi. Thôi lên phường đi, lên phường đi. Thôi kỳ quá, kỳ quá. Thôi em thôi đi. Kỳ quá, anh thấy ngại quá, trời ngại luôn á. Anh, soái ca. Hôm nay anh thấy em nữ tính không? Ừ, thì anh xối ca, anh thấy em có nữ. Nuốt vô. Phun ra đi tát cái. Em giỡn anh, cái đó em giỡn. Em nữ tính lắm nè. Anh thấy em có nữ tính không nè? Nói lại nè, nói 2, 3. À, không. Ủa sao vậy? Mất công đi mượn bộ đàm mặc vô chi giờ người ta không có thích nữ tính. Bây giờ không thích nữ tính thì thích cái gì? Anh thích cục tính. Bây giờ rốt cuộc là anh không thích nữ tính đúng không? Ừ. Nếu mà anh đã không thích rồi á thì thôi, chờ đó. Chắc cũng chưa. Chắc rồi. Bảo đảm với ông, còn bánh bèo nhà bên đó không thể nào xâm nhập nhà bên đây được. Tôi đã sợ, tôi lo, tôi nói ông rồi đó mà cũng qua được thấy không? Đâu có biết mà mặt nó chai lì vậy, nó bước qua đây. Thiệt tình, thôi vô đánh lẹ đi nè. Mày chắc cứu là không có qua được nữa phải không? Yên tâm đi. Qua một lần là tôi sợ dữ lắm, sợ rồi. Ây à. Ây trời, nè. Trời bánh bèo. Tôi khóa cửa rồi cô nhà. Thôi, leo rào qua đây hả? Kệ thôi, tôi làm gì kệ tôi. Tôi không có nói chuyện với anh. Cái này là cô xâm phạm gia cư bất hợp pháp, tôi kiện cô nha. Tôi xâm phạm hồi nào? Tôi không có thích nói chuyện với anh làm ơn xê ra. Tôi chào anh. Sao nhà, nói... nhà tôi mà. Sao nói là qua không có được nữa. Tôi biết mà nó gan lì vậy đâu. Mình chào cái nè. Chào. Yeah. Yeah. Thấy chưa, tôi nói rồi. Nữ tính suốt đời là nữ tính. Làm sao mà gồng được như nam tính. Thôi đi. Gồng. Cái này là không phải là tôi đau nha. Mà tôi hip hop. Hip hop vô. Hip hop. Không biết okay. Thì im đi ha. Ngày hôm nay thì em đứng trước mặt anh rất là mạnh mẽ và em có một điều muốn nói với anh là chúng ta có thể đi chơi với nhau không? Sao tự nhiên anh bị say nắng quá, anh không thể nào lái xe được rồi. Anh không
không thể nào lái xe được hả? À, không sao, anh chỉ việc ngồi sau lưng em thôi, em sẽ lái chở anh. À, cái anh bị trúng gió luôn hay sao rồi anh không thể nào ngồi xe được nữa? Anh bị trúng gió à? Không sao, em sẽ cõng anh. Chết rồi, cái anh bị sốt luôn hay sao bây giờ anh không đi được luôn rồi? Anh không đi được à? Không sao, em sẽ kéo anh. Đi nha. Em có cần phải vậy không? Ừ, em quý anh mà, em muốn đi chơi với anh. Đi nha. Trần Bi, nó bám ông cỡ này là ông không thoát được đâu. Thôi, đi với nó đi. Đi anh, đi. Em, bây giờ em nghỉ đi. Anh dẫn em về nhà. Hai thằng đàn ông bước vô nhà. Mẹ anh sẽ như thế nào? Là sao? Em ý nghĩ anh đi. Là sao? Em với anh hai thằng đàn ông bước vô nhà thì mẹ anh sẽ nói như sao? Nhưng mà không phải là anh nói với em là anh không có thích con gái nữ tính, anh thích con gái nam tính, anh thích những người mạnh mẽ. Đúng mà, đúng không? Nhưng mà không phải là mạnh mẽ kiểu này. Vậy chứ bây giờ anh muốn làm sao? Ê, cái ông kìa, mở cửa ơi. Nhà đi vắng. Nhà đi vắng mà trả lời được hả? Trả treo. Mở cửa coi. Làm gì vậy? Ê, cửa nhà tôi nha, cô dám đập phá không? Hơ, có gì mà tôi không dám. Bây giờ tôi kêu mở cửa, có mở không? Không mở. Bây giờ không mở đúng không? Không. Tức làm gì vậy? Tức là. Nè, cửa bằng sắt đó, có ngon á, đập đi, đá đi. Ủa, đau không? Chân đau không? Không mở thì thôi. Bánh bèo. Tức hả? Ông thấy không? Bây giờ vô được cái nhà này. Bị gì kìa. Trời ơi. Gì đâu trời ơi. Diễn, đang diễn. Ông mở cửa coi Nguyên bị sao kìa. Sao đâu, diễn đó, nằm đó hồi tí rồi. Kiến cắn ông tự đứng lên đi về. Mở cửa lẹ đi. Tôi không có mở. Tôi nói ông mở cửa coi Nguyên nó bị cái gì. Nhanh đi. Thích thì tự mở đi, chìa khóa đó. Nói là không nghe đi ha. Tôi nói là đang diễn đó. Nè, ra coi nè. 3 giây. Nguyên. Ngồi dậy ôm cổ. Nguyên. Sai cả. Thấy không? Nói rồi không nghe. Trời ơi. Anh ơi, anh đỡ em vẫn mệt, em vẫn mệt. Dạ. Thôi, bởi vậy trong hoạn nạn mới biết chân tình, nhờ hoạn nạn mà em biết chàng Sói Ca chỉ thương có một mình em và mở cửa cho em, không như ai kia. Thương anh quá đi. Tôi nói là ông không nghe tôi chi? Tôi nói là nó diễn sâu lắm. Em mệt quá anh Sói Ca, em mệt quá. Thôi anh, thôi mình đứng lên. Anh đỡ em nha, anh đỡ nha. Anh, cảm ơn anh đã mở cửa và đỡ em dậy. Giờ dậy em mới biết chân tình của anh như thế nào. Sẵn đây thì em nghĩ anh nên cũng nói luôn chân tình của anh đi. Chứ ngại ngùng làm gì, anh cũng thích em đúng không? Anh mở cửa ra mà giúp em á. Là tại vì anh thấy em xỉu trước cửa nhà Huy Hoàng. Anh sợ có cái gì mất công trước cửa nhà người ta, anh mới chạy ra anh cứu em. Còn thật sự trong tấm chân tình của anh á. Em nè, anh nói đi, có phải là anh thích con người nguyên thủy của em như thế này không? Không. Đúng không? Không phải vậy. Em không phải là cái gu của anh. Bị đơ liên tục 3 lần. Ủa là sao? Sao anh nói với em là anh không thích nữ tính, rồi nam tính của anh cũng không thích, thì bây giờ đây là con người nguyên thủy của em, anh cũng không thích luôn là sao? Tại vì anh anh yêu Huy Hoàng. Hả? Nè. Huy Hoàng ơi, bây giờ mình vô nhà nha. Mình không chơi game nữa, mà là Tính á, Tính sẽ thêu tặng cho Huy Hoàng một cái khăn tay hình con bướm bướm nè. Nè Tướng ơi, Hoàng thích màu đỏ nha, nhớ thêu màu đỏ nữa nha. À, con bướm bướm màu xanh trên cái khăn màu đỏ nè. Trời ơi, mình vô nhà đi. Đi vô nhà đi.